Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng chấn động thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, chấn động địa cầu, buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tạo bước ngoặt quan trọng, quyết định để quân và dân thực hiện trọn vẹn lời di huấn của Người. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không như một bản anh hùng ca vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Một trong những chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Để tìm hiểu thêm chiến thắng huy hoàng này, mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, quân át chủ bài của Mỹ. Vào cuối tháng 10 năm 1972, theo thỏa thuận đã đạt được thì Mỹ và Việt Nam sẽ đi đến một giải pháp chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ đã phản bội, không thực hiện những thỏa thuận mà Mỹ đã thực hiện, mà đưa hàng loạt các máy bay ném bom chiến lược B-52, được mệnh danh là những pháo đài bay bất khả xâm phạm, đến ném bom thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam và các khu vực trọng yếu. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Nixon có kế hoạch dùng sức mạnh không quân của mình thông qua máy bay B-52 và các máy bay hộ tống, bảo vệ hiện đại và tối tân bậc nhất thế giới thời kỳ đó. Việc Hoa Kỳ đưa con át chủ bài của mình đến Việt Nam là nhằm âm mưu xóa bỏ nền văn minh và đưa Bắc Việt về thời kỳ đồ đá. Ngoài ra, còn mục đích thủ tiêu đi ý chí, tinh thần kháng cự đối với quân xâm lược của nhân dân Việt Nam, làm cho phía Việt Nam phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Paris để ký một hiệp định có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ không ngờ rằng cuộc tập kích chiến lược ồ ạt bằng B-52 với sự hộ tống của các lực lượng binh lực tối tân lại thất bại một cách ê chề trên bầu trời Bắc Việt Nam. 2. Cuộc chiến đấu với kế hoạch quy mô chưa từng có trong lịch sử quân sự Việt Nam. Sức mạnh tổng hợp của miền Bắc Việt Nam là sự kết tinh của các lực lượng phòng không ba thứ quân và thế trận chiến tranh nhân dân. Trong đó, bộ đội phòng không không quân là lực lượng mũi nhọn đã cùng với quân dân các địa phương ở Bắc Việt, mà điển hình là quân dân Hà Nội và Hải Phòng, đánh trả một cuộc chiến tranh hiện đại quy mô chưa từng có trong lịch sử quân sự Việt Nam. Vậy theo bạn, vì sao trận chiến không diễn ra tại Điện Biên Phủ mà lại gọi là trận Điện Biên Phủ trên không? Các bạn thân mến, trải qua 12 ngày đêm chiến đấu một mất một còn với kẻ thù xâm lược, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân dân miền Bắc Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy và chấn động, buộc phía Mỹ phải nhận thất bại ê chề trên bầu trời Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Mạnh Hà cho biết, thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa đến việc thực dân Pháp bị thất bại, suy sụp hoàn toàn ý chí tiếp tục chiến tranh, phải ngồi vào đàm phán với Việt Nam ở Hội nghị Geneva và ký kết Hiệp định Geneva với Việt Nam vào tháng 7 năm 1954. Chiến thắng của Việt Nam trong 12 ngày đêm vào cuối năm 1972 cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, nhưng khác ở chỗ, đây là trận Điện Biên Phủ trên không. Hai sự kiện này giống nhau về mặt ý nghĩa thắng lợi, do đó người ta ghép lại gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Sự kiện 12 ngày đêm có ý nghĩa như một trận Điện Biên Phủ là ở chỗ nó chứng tỏ tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Đó là không khuất phục trước bất cứ thế lực quân sự nào, kể cả máy bay ném bom chiến lược B-52. 9 năm kháng chiến chống Pháp đã làm nên một Điện Biên ở vùng rừng núi Tây Bắc. 8 năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ cũng đã làm nên một Điện Biên trên bầu trời Hà Nội. Chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân miền Bắc Việt Nam đã có giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa sâu sắc trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, phản ánh sự trưởng thành vượt bậc trong 8 năm chiến tranh chống phá hoại của Mỹ, cũng giống như trận toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vậy nên phải gọi đó là chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. 3. Giá trị thời đại và dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đến nay và mai sau mãi mãi vẫn là biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, của ý chí kiên cường bất khuất, tài thao lược, trí thông minh và lòng dũng cảm của người Việt Nam.
Chiến thắng đó đã viết thêm những trang sử hào hùng của dân tộc ta, đồng thời để lại bài học thất bại nhớ đời cho những kẻ đi xâm lược. Giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không không chỉ có ý nghĩa dân tộc to lớn mà còn mang tầm vóc thời đại sâu sắc. Trước hết, cùng với những Việt Bắc, Biên Giới, Đồng Khởi, Mậu Thân thì đó là một trong những chiến công vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Cùng với những Bạch Đằng, Chi Lăng hiển hách trong lịch sử đã viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của ông cha ta. Thế hệ trẻ hôm nay có quyền tự hào về chiến công vĩ đại đó của ông cha ta vào nửa thế kỷ trước. Một chiến công mà chưa có lực lượng phòng không không quân nào trên thế giới có thể làm được, ngoại trừ lực lượng phòng không không quân của Việt Nam. Tự hào vì là quốc gia đã đương đầu và bắn hạ B-52 ngay trên bầu trời. Nguyên nhân có ý nghĩa quyết định làm nên chiến công đó được bắt đầu từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Về khả năng nhận định chính xác âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, sử dụng đòn quyết định, đè bẹp ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta, gây sức ép tối đa, giành ưu thế tuyệt đối trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris, hòng buộc ta đầu hàng và chấp nhận các điều khoản có lợi cho Mỹ. Nhận rõ bản chất và ý đồ của chúng, Đảng ta sớm có kế hoạch đề ra quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược ngay trên bầu trời Hà Nội. Chỉ đạo các lực lượng tiến hành công tác phòng không, phòng tránh, chống tập kích đường không, xây dựng thế trận phòng không nhân dân liên hoàn vững chắc, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Nhờ đó, chúng ta đã phát huy tối đa sức mạnh của các lực lượng, của thế trận chiến tranh nhân dân lần lượt bẻ gãy các đợt oanh kích của máy bay địch, bắn rời 81 máy bay trong vòng 12 ngày đêm, trong đó có 34 chiếc B-52, bắt sống 43 giặc lái Mỹ. Thứ hai, đây là chiến thắng của sức mạnh chính trị tinh thần, ý chí quyết tâm dám đánh, quyết đánh và quyết thắng của quân và dân ta chống lại vũ khí công nghệ cao của đế quốc Mỹ. Tổng thống Nixon đã ra lệnh dốc toàn bộ lực lượng không quân chiến lược, chiến thuật ở khu vực Đông Nam Á để tiến hành bắn phá miền Bắc, trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận. Đồng thời, Mỹ còn thành lập thêm Sư đoàn Không quân Chiến lược số 57, đặt sở chỉ huy tại căn cứ Guam trên biển Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ chiến dịch Linebacker 2 đánh vào Bắc Việt. Liên tục từ đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972 cho đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, máy bay Mỹ đã đánh phá vào 140 điểm thuộc 5 thành phố, 17 tỉnh phía Bắc Việt Nam với khối lượng bom đạn lên đến 8 vạn tấn, giết hại 4.025 người, làm bị thương 3.327 dân thường, phá hủy hoàn toàn 5.480 ngôi nhà, san bằng 24 trường học, 5 bệnh viện, nhiều rạp hát, chùa chiền, di tích lịch sử. Riêng tại Hà Nội, đế quốc Mỹ đã huy động 417 lần chiếc B-52 và hơn 1.000 lần các máy bay chiến đấu chiến thuật đánh phá 67 xã ngoại thành, 39 phố nội thành, 7 ga xe lửa, 4 cầu, 4 bến phà. Khu phố Khâm Thiên bị bom Mỹ phá hoại nặng nề nhất. Gần 2.000 nhà ở, trường học, trạm xá, đền chùa bị phá hủy. 287 người dân vô tội thiệt mạng, 290 người bị thương, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, người già chưa kịp đi sơ tán. Có nhiều gia đình đã bị bom Mỹ giết hại hoàn toàn. Khu vực ga Yên Viên bị 5.000 quả bom Mỹ đào xới hủy diệt. Khu tập thể An Dương có hàng trăm nhà dân bị phá hủy, 117 người bị giết chết và 151 người bị thương. Nhưng từ trong đau thương tang tóc, ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, tình yêu tổ quốc, lòng căm thù quân cướp nước của quân và dân ta lại dâng lên cao độ, thôi thúc mọi người đoàn kết chặt chẽ bên nhau, nén đau thương chút lên họng súng nhằm thẳng kẻ thù mà bắn. Bình tĩnh, sáng suốt, phát hiện những điểm yếu của không quân Mỹ, tìm cách đánh phù hợp đạt hiệu suất cao, làm vô hiệu hóa những tính năng hiện đại của siêu pháo đài bay B-52 và các thiết bị tinh khôn nhất của khoa học quân sự Mỹ áp dụng vào chiến trường Việt Nam. Nhà báo Mỹ Eaton chứng kiến tận mắt hình ảnh những nữ dân quân tự vệ Hà Nội dũng cảm bắn máy bay tại Hà Nội vào tháng 12 năm 1972 đã bày tỏ sự khâm phục. Trong bom đạn mịt mù, tôi đã thấy những người phụ nữ trên những ụ súng lia những khẩu súng trường theo các máy bay phản lực của Mỹ đang bay trên bầu trời. Họ tin rằng họ có thể bắn rơi máy bay phản lực bằng một khẩu súng trường. Đây là một ý chí có tính chất truyền thống của người dân mà tôi đã gặp.
Chính niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng và tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu đã giúp quân và dân ta bình tĩnh, chủ động khi bước vào cuộc đụng đầu lịch sử, đương đầu với vũ khí công nghệ cao của đế quốc Mỹ, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh tổn thất lớn lao, thông minh, sáng tạo và xử lý linh hoạt các tình huống chiến đấu, làm cho không quân Mỹ phải bất lực và cam chịu thất bại thảm hại. Thứ ba là sự kế thừa và phát triển truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta lên một tầm cao mới. Đó là từ hào khí Đông A thời Trần cho đến một hào khí mới của dân tộc Việt Nam đang đương đầu với những tên đế quốc thực dân sừng sỏ. Đó là tinh thần đoàn kết, cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều. Lấy sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc Việt Nam để đánh bại bom đạn vũ khí hiện đại của kẻ thù xâm lược. Tất cả những điều đó đã được thể hiện sinh động trong 12 ngày đêm đánh Mỹ với khẩu hiệu toàn dân tham gia bắn máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, mỗi viên đạn tiêu diệt một kẻ thù. Lực lượng không quân nhân dân Việt Nam giữ lời thề son sắt đã xuất kích là đem chiến thắng trở về. Lực lượng phòng không với thế trận phòng không nhân dân tạo nên hệ thống hỏa lực rộng khắp, tại chỗ, nhiều tầng, nhiều lớp, trọng tâm, trọng điểm theo không gian và thời gian, phối hợp nhịp nhàng, đánh thắng địch trong mọi tình huống, kể cả đánh vừa, đánh nhỏ, đánh liên tục, khiến cho máy bay Mỹ như sa vào thiên la địa võng, chỉ có đường vào mà không có lối ra. Viên thiếu tá Mỹ James Cutler bị bắn rơi ở Hà Nội đã thú nhận rằng trong đời ông chưa bao giờ gặp phải một trận chiến như vậy. Họ, những người nông dân, công nhân hay là những người yêu nước Việt Nam đã chiến đấu rất hay. Thực sự khó để tin rằng Mỹ với sức mạnh tối tân về công nghệ và vũ khí phương tiện chiến tranh xâm lược, vậy nhưng lại phải chịu nhận thất bại trước một dân tộc mà những người anh hùng chưa biết đi xe đạp đã học lái máy bay. Thứ tư là đòn quyết định đánh cho Mỹ cút, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho tiến lên đánh bại hoàn toàn những gì còn lại của chính quyền Sài Gòn, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước mùa xuân năm 1975 lịch sử. Sau khi tái trúng cử Tổng thống nhiệm kỳ lần thứ hai, tháng 11 năm 1972, Nixon và bộ máy chiến tranh trong Nhà Trắng đã huy động sức mạnh quân sự tối đa bằng vũ khí chiến lược có tính chất hủy diệt cao, máy bay B-52, hòng đánh đòn quyết định lật ngược tình thế, cứu nguy cho chính quyền tay sai của Nguyễn Văn Thiệu, buộc ta phải khuất phục. Nhưng mọi toan tính đen tối và hành động chính trị điên cuồng của đế quốc Mỹ không thể thực hiện nổi mà còn chịu thất bại nặng nề và tổn thất lớn nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược của không quân Mỹ. Sau chiến thắng 12 ngày đêm ở Hà Nội, thế và lực của ta càng lên cao, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho quân dân miền Nam, hỗ trợ đắc lực cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris. Cuộc đàm phán trên bàn hội nghị tại Paris đã diễn ra khoảng 4 năm, nhưng vẫn chưa có được một bước tiến nào cho sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta. Nhưng từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thế và lực của ta tại Paris đã buộc Mỹ phải ký một hiệp định có lợi cho ta. Cuối cùng, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, làm thất bại uy thế có 102 của không lực Hoa Kỳ. Cái gọi là niềm tự hào của quân đội Mỹ, bất khả chiến bại với những thần sấm, con ma, siêu pháo đài bay, cùng với hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại đã phải khuất phục trước sức mạnh của một dân tộc nhỏ, kinh tế chưa phát triển, vũ khí trang bị, kỹ thuật thì thô sơ, nhưng biết đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm, hiệp lực, dũng cảm chiến đấu, mưu trí sáng tạo, biết phát huy tối đa ưu thế tuyệt đối, chính trị, tinh thần xã hội chủ nghĩa, thống nhất ý chí và hành động theo mệnh lệnh của Đảng và Chính phủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, chiến thắng bất kỳ thế lực xâm lược nào. Đó là một tấm gương sáng ngời của vũ phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, đứng lên đấu tranh chống lại sự xâm lược của các thế lực đế quốc vào những năm cuối của thế kỷ 20, đồng thời mở đường cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, để lại một chương lịch sử đen tối của nước Mỹ và hội chứng Việt Nam còn đeo đuổi dai dẳng trong đời sống tinh thần của nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Gần một nửa thế kỷ đã trôi qua, thế giới có nhiều thay đổi, nhưng giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không đã được khắc ghi trên những trang sử vàng của lịch sử dân tộc và sẽ còn sống mãi trong lòng chúng ta và các thế hệ mai sau với tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí kiên cường bất khuất, quyết chiến quyết thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Các bạn vừa theo dõi Điện Biên Phủ trên không, giá trị dân tộc và thời đại. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.